Mr. Teen Vlog nghịch cảnh đam mê làm YouTube, dòng đời đưa đẩy đi bán xe. Ok, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh Mr. Teen. Vẫn câu nói ban đầu, nếu bạn gặp khó khăn đã có Mr. Teen, Mr. Teen đồng hành cùng bạn trao trọn niềm tin. Mua. Bữa nay Teen làm một cái clip báo giá xe cho các anh em trên kênh Mr. Teen ha. Nhưng mà Teen lưu ý một điều gì nè. Hiện tại bây giờ là đang dịch, tâm dịch nên là Teen nghĩ là các bạn cũng sẽ hạn chế mua xe. Nên là cái clip này ai không phải là đại gia đình Mr. Teen xem á thì chỉ là xem theo hình thức tham khảo thôi nha. Tại cái giá của cái clip này Teen chỉ dành cho anh em trên kênh Mr. Teen và đại gia đình Mr. Teen, ưu đãi riêng cho anh em đại gia đình Mr. Teen thôi nha. Ok ha. Thì làm sao là gọi là anh em đại gia đình Mr. Teen? Thì là đăng ký kênh của Teen nè, tham gia fanpage đại gia đình Mr. Teen Facebook á, đại gia đình Mr. Teen, và gọi số điện thoại này. Muốn mua xe theo cái giá của cái clip này là phải gọi số điện thoại này cho Phong ha, gọi về hành chánh giùm Teen nha. Phong nó tư vấn chốt giá thì mới bán giá cho các bạn theo cái clip này nha. Còn ai ở ngoài mà tự xuống nói à coi clip Mr. Teen này nọ mà chưa có trao đổi với Phong trước đó là Teen không bán giá theo cái clip này nha. Tại vì cái clip này là như một cái món quà Teen gửi đến gần 20.000 anh em, 20.000 anh em trên kênh Mr. Teen của Teen nha. Ok ha. Nên là những cái người coi ở ngoài hay gì á, làm ơn đừng có comment tào lao mới lao cái clip này dùng Teen ha. Ngoài ra Teen sẽ giống như đợt vừa rồi, Teen sẽ báo giá theo phong cách độc rap ha, để vui vui chút xíu ha, chứ báo giá bình thường quá nó đơn điệu quá ha. Tiến hành thôi. Ok, Teen xin độc rap nha. Rap không hay nên là anh em đừng có chê. Đầu tiên là báo giá AB. AB có hai loại, 125 và 150. 125 phiên bản tiêu chuẩn và phiên bản đặc biệt. 150 phiên bản tiêu chuẩn và phiên bản đặc biệt, chia ra làm 4 loại nha. Giá Teen báo bây giờ Teen không nói giá ra đâu. Ai coi clip này thuộc fan Mr. Teen, anh em đại gia đình Mr. Teen, hãy điện gấp cho Phong, bảo đảm với các bạn giá gần bằng với giá đề xuất của Honda Việt Nam. Nên Teen không báo giá về dòng xe AB vì giá nó đã đến cuối dịch rồi, cuối cùng sát sàn rồi. Nên là điện gấp cho thằng Phong đi, giá này chỉ dành cho fan Mr. Teen thôi nha. Ok, trả góp thì sao? Trả góp các bạn chỉ cần trả trước 10 đến 15 triệu. 15 đến 20 triệu dành cho 150, 10 đến 15 dành cho 125, thủ tục chứng minh hộ khẩu hoặc chứng minh bằng lái. Nếu là fan của Mr. Teen thì đảm bảo cho các bạn lãi suất cực kỳ thấp, hãy gọi gấp cho thằng Phong liền đi nha. Tiếp theo là dòng xe sang chảnh này, vua của dòng xe Honda SH tại Việt Nam, SH lớn nha các bạn. Nó có 4 loại, chia làm hai loại chính, 125 và 150. 150 thắng ABS, 150 thắng CBS. Giá 150 thắng ABS 112 triệu, 150 giá thắng CBS 102 triệu, 125 thắng ABS 91 triệu, 125 thắng CBS 82 triệu. Giá xe chưa thuế, chưa linh kiện. Thế là gì? Thế có nghĩa là chúng ta lấy tiền đóng vào nhà nước, gọi là thuế trước bạ. Ở huyện thì là 2% giá mua, ở thành phố là 5% giá mua nghe các bạn nha. Linh kiện là gì? Linh kiện là lắp thêm những cái đồ xung quanh cho chiếc xe nó đẹp hơn. Thích thì lắp, không thích thì thôi, không ai ép. Nên làm ơn đừng có comment, đừng có nói tào lao, mía lao ở đây. Yeah, come on baby. Giá nãy giờ báo là để dành cho khách hàng thông thường. Điện gấp số điện thoại này fan Mr. Teen giá thấp hơn nhiều, Teen đảm bảo điều đó. Không tin không được giá ưu đãi, Teen tự xử. Trả góp thì sao? Trả góp chứng minh hộ khẩu, chứng minh bằng lái có thể lấy xe về. Xe này bạn trả góp thì bao nhiêu? Trả trước tầm khoảng là 20 triệu đến 30 triệu là có thể lấy xe về. Lãi suất Teen đảm bảo cực kỳ ưu đãi. Ok. Yeah. Các bạn thấy nó như thế nào? Đây là Winner X. Winner X dành cho những tay đài cự phách, xe tay con nha. 150, động cơ cực mạnh mẽ.
giá xe này thì sao? Nó có 4 phiên bản, tin lại tiếp tục không báo giá xe này. Vì tin khẳng định với các bạn, nếu mua xe tại Honda Đông Phương, đặc biệt là fan Mr. Tin, thì giá còn thấp hơn giá đề xuất. Thấp hơn giá đề xuất nha các bạn nhé. Ok, gọi gấp cho thằng Phong đi, số điện thoại ở đây, để được hưởng giá tuyệt vời như thế này, này. Và chỉ có thời điểm này thôi nha các bạn nhé. Phải mua xe Winner thời điểm này là giá cực thấp rồi. Đã chờ gì nữa? Thủ tục trả góp, chứng minh hậu khẩu, chứng minh bằng lái. Lãi suất thì sao? Lãi suất rất là thấp, cực kỳ thấp. Trả trước bao nhiêu tiền? Các bạn trả trước tầm 10 triệu đến 20 triệu, có thể lấy xe về ngay. Mau đến Honda Đông Phương bằng cách gọi điện cho thằng Phong liền đi để lấy xe về nha. Tiếp theo là dòng xe Future, vua của dòng xe số, bảo đảm các bạn tiết kiệm xăng. 1 lít xăng tiên đảm bảo 70 km, 60 km là chuyện bình thường. Xe Future này có hai loại, bánh căm và bánh mâm. Nếu là bánh mâm thì sao? Nếu là bánh mâm thì giá hiện tại là 34 triệu 1. Nếu là bánh căm thì giá hiện tại là 31 triệu. Giá xe chưa thuế, chưa linh kiện. Giá này là tin báo để tham khảo. Nếu anh em kênh Mr. Tin, fan Mr. Tin gọi gấp số điện thoại này sẽ có giá ưu đãi cực kỳ sốc. Tin đảm bảo điều đó luôn nha. Trả góp thì sao? Nếu xe này trả góp trả trước tầm khoảng 6 triệu đến 10 triệu là có thể lấy xe về. Chứng minh hậu khẩu, chứng minh bằng lái, lãi suất tiền đảm bảo là cực kỳ ưu đãi. Gọi gấp cho thằng Phong đi, còn đợi cái gì nữa? Mua xe mùa dịch, sau này kể cho con nó biết, cha mua chiếc xe này đang thời điểm tâm dịch Corona, thấy cha mạnh không? Thấy sao? Xe này không phải dành riêng cho nữ nha, nam chạy vẫn được. Đây là cái gì? Đây là SH Mod, phiên bản tiêu chuẩn và phiên bản đặc biệt. Nó có hai loại thôi. Phiên bản tiêu chuẩn là thắng CBS, phiên bản đặc biệt là thắng ABS. Nó giống như chiếc xe này. Giá xe thì sao? Đợi tin một chút, quên bà nó rồi. Nếu mà SH Mod phiên bản ABS thì giá là 70 triệu. SH Mod phiên bản CBS là giá là 60 triệu rưỡi. Giá xe chưa thuế, chưa linh kiện. Giá xe tin báo tại thời điểm này nha. Và chỉ dành cho khách hàng mua xe thông thường. Nếu là anh em kênh Mr. Tin, gọi ngay số điện thoại này sẽ có giá ưu đãi hơn nhiều. Tin đảm bảo cho các bạn điều đó luôn nha. Trả góp thì sao? Chứng minh hậu khẩu, chứng minh bằng lái là có thể lấy xe về. Thủ tục cực kỳ đơn giản, lãi suất cực kỳ thấp, trả trước khoảng tầm 15 đến 20 triệu có thể lấy xe về tình tan, chở bạn gái đi chơi hoặc là chở người yêu nam đi chơi nha. Nếu là các anh lớn tuổi một chút xíu, có sự hoài cổ về quá khứ, Super Cup này là tuyệt vời. Super Cup 125 phân khối, phun xăng điện tử, đèn led, nhập nguyên con từ nước ngoài về. Tiên đảm bảo hết mùa dịch, ra chạy xe tên, ra uống cà phê buổi sáng, bước xuống xe ai cũng phải ngước nhìn, tuy không nó không được cao. Giá xe thì sao? Super Cup, giá xe hiện tại bây giờ là 85 triệu rưỡi. Giá xe chưa thuế, chưa linh kiện. Nếu các bạn mua thông thường thì giá xe đó, còn nếu fan Mr. Tin thì dĩ nhiên giá xe sẽ mềm hơn nhiều. Trả góp thì sao? Trả trước khoảng chừng 20 triệu, 30 triệu có thể lấy xe về, chứng minh hậu khẩu, chứng minh bằng lái. Lãi suất đảm bảo tuyệt vời, gọi gấp ngay cho thằng Phong, nó đang nằm ở nhà chờ các bạn đó. Thấy cơ bắp không? Ti bụng hơi mở. Nhìn nó thấy là hết hồn, cơ bắp cuồn cuộn, cái gì cũng chà bá. Ai thích chà bá thì chơi cái này là chà bá luôn à.
Xe này là xe gì? Xe này là CB300. CB300 này giá hiện tại 142 triệu. Giá xe chưa thuế, chưa linh kiện, giá tin báo tại thời điểm. Chiếc này nhập khẩu nguyên con nha các bạn. Nếu gọi số điện thoại này, giá xe sẽ thấp hơn nhiều dành cho anh em đại gia đình Mr. Tin. Trả góp thì sao? Trả góp trả trước khoảng chừng 6-70 triệu là có thể lấy xe về. Chứng minh hộ khẩu, chứng minh bằng lái. Thủ tục cực kỳ đơn giản, lãi suất cực kỳ thấp. Mệt quá. Tiếp theo đó là bé Ly. Nhìn cưng nha. Ly này nó cưng lắm. Nó thích lắm. Nó thích các chị lắm. Nên là các chị nội trợ bây giờ hãy mua Ly về ngay gắt. Ly này dễ thương lắm. Cái cốp cực rộng luôn. Cái cốp này mình có thể chứa được rất nhiều đồ. Ly nó có 3 phiên bản. Thứ nhất là phiên bản đen mờ, giá là 42,5 triệu. Phiên bản cao cấp là 42,3 triệu. Phiên bản tiêu chuẩn giá là 40,3 triệu. Giá xe chưa thuế, chưa linh kiện. Gọi gấp số điện thoại này sẽ có giá rẻ hơn nhiều. Giá tin báo tại thời điểm tin làm clip. Bạn muốn mua góp thì sao? Mua góp chứng minh hậu khẩu, chứng minh bằng lái. Trả trước tầm 10 triệu có thể lấy xe về. Thủ tục cực kỳ đơn giản, lãi suất cực kỳ ưu đãi. Gọi gấp cho thằng Phong đi. Thằng Phong nãy giờ ở nhà nó át xì hơi nhiều lắm rồi. Gọi gấp cho nó đi. Nó đang chờ phơi thay nằm ráo nước ở nhà đó. Chiếc quyền thoại. Chiếc xe này là cực kỳ nam tính. Tim rất thích chiếc xe này. Vì sao? Nhìn như một con cá mập, nhìn như một quái vật, nhìn rất là tuyệt vời. Ôi, I love you BCX. BCX nó có hai loại, 150 và 125. 150 giá hiện tại bây giờ là 68 triệu. 125 giá hiện tại bây giờ là 55,5 triệu. Giá xe chưa thuế, chưa linh kiện. Thủ tục trả góp thì sao? Chứng minh hậu khẩu, chứng minh bằng lái. Trả trước tầm khoảng 30 triệu có thể lấy xe về ngay. Gọi gấp cho thằng Phong đi. Lãi suất tin bao đảm bảo ưu đãi. Giá sẽ thấp hơn như vậy nhiều. Giá nãy giờ Tim nói là dành cho khách hàng thông thường, không dành cho fan Mr. Tim nha. Fan Mr. Tim chắc chắn rẻ hơn nhiều. Nhớ dùng Tim điều đó nha. Nên là đừng có comment lung tung. Vào comment lung tung tao đá một cái là thấy bài giờ. Quá tuyệt vời, độ nhúng của xe thì trời ok. Chiếc xe này là MXX, nhập khẩu nguyên con nha các bạn. Giá hiện tại bây giờ là 50 triệu. Cái xe chưa thuế, chưa linh kiện. Trả góp thì sao? Trả trước tầm khoảng 20 triệu có thể lấy xe về. Chứng minh hậu khẩu, chứng minh bằng lái. Lãi suất cực kỳ thấp. Nên gọi gấp cho thằng Phong đi. Gọi gấp cho thằng Phong đi. Rinh xe về gấp. Số điện thoại ở đây. Số điện thoại ở đây. Cho sướng quá. Ok. Vision. Hoàng hậu của dòng xe tay ga. Nếu ở thắng lớn là vua của dòng xe tay ga, còn Vision thì sao? Vision sẽ là hoàng hậu của dòng xe tay ga. Một năm Honda Việt Nam bán cả triệu chiếc Vision ra thị trường. Tại sao bán được nhiều như vậy? Dĩ nhiên tại vì nó đó tuyệt vời thôi. Còn hỏi gì nữa? Ra mua gấp về đi. Vision nó có hai phiên bản, một là chùm khóa cơ, hai là xì mắc cây. Nếu là chùm khóa cơ, giá hiện tại là 32,4 triệu. Còn nếu xì mắc cây, giá hiện tại là 35 triệu. Giá xe chưa thuế, chưa linh kiện. Đó là dành cho khách hàng thông thường, không dành cho fan Mr. Tin. Nếu fan Mr. Tin gọi ngay số điện thoại này, thằng Phong nó đang ăn cơm đợi các bạn đó. Đợi lâu quá nó ăn cơm luôn rồi. Giá xe dành cho các bạn dĩ nhiên thấp hơn nhiều. Thủ tục trả góp thì sao? 8 triệu có thể lấy xe về. Tin được không? 8 triệu thôi. Chứng minh hậu khẩu, chứng minh bằng lái. Bảo đảm với các bạn lãi suất cực kỳ thấp. Yeah. Sau lưng của Tim đó chính là xe Black, xe Quay Alpha và xe LXX. Nó là một dòng xe thế hệ xe số bình xăng con. Riêng LXX là phun xăng điện tử. Rồi tin báo giá nhanh luôn nè, tặng mọi người còn kịp gọi cho thằng Phong nha. Xe Black nó có 3 phiên bản. Một là bánh căm thắng đùm, giá hiện tại bây giờ là 19,7 triệu. Bánh căm thắng đĩa, giá hiện tại bây giờ là 20,7 triệu. Bánh mâm là 22,2 triệu. Giá xe chưa thuế, chưa linh kiện.
Giá này tin báo tại thời điểm tin làm nếp dành cho khách hàng thông thường, không dành cho fan Mr. Team. Nếu fan Mr. Team gọi vào số điện thoại này, Phong nó sẽ tư vấn cho các bạn nha. Tiếp theo đó là quay alpha. Quay alpha thì nó chỉ có một loại bánh canh thắng được và một giá duy nhất, đó là 19.4 triệu. Giá xe chưa thế, chưa linh kiện. Nếu trả góp thì sao? Bullet và quay alpha trả trước tầm 3.5 triệu, có thể lấy xe về, chứng minh hậu khẩu, chứng minh bằng lái, thủ tục cực kỳ đơn giản. Gọi gấp số điện thoại này cho thằng Phong thì lãi suất sẽ cực kỳ thấp. Những anti fan im im cái mỏ lại, đừng có bấm nữa nha. Tiếp theo đó là dòng xe RSX. RSX phun xăng điện tử, nó chỉ thua thằng phun chờ thôi, nhưng mẫu mã cực kỳ đẹp. RSX mới, không có công tắc đèn, phiên bản mới nhất hiện tại bây giờ. Giá xe nó cũng ba loại: bánh căm thắng đùm và bánh mâm và bánh căm thắng đĩa. Nếu là bánh căm thắng đùm thì giá là 22.7 triệu, bánh căm thắng đĩa là 23.7 triệu, bánh mâm là 25.7 triệu. Giá xe chưa thuế, chưa linh kiện. Nếu trả góp thì sao? Chứng minh hậu khẩu, chứng minh bằng lái, trả trước tầm khoảng 10 triệu có thể lấy xe về. Thủ tục cực kỳ đơn giản, lãi suất cực kỳ thấp, nên gọi gấp dùm cho tên thằng Phong đi. Nó bắt đầu chuyển qua nó đi ăn sinh tố rồi. Gọi dùm tên đi nha, nó đang đợi đó. Ok, thả chim. Rồi ok, nãy giờ cũng đuối quá rồi. Thôi giờ tên cũng báo giá vui thôi nha, nãy giờ là báo giá vui. Giá thì là thật, nhưng mà cách báo giá nó vui chút xíu, nó khùng điên chút xíu, để cho các bạn coi, các bạn có thể vui vẻ hơn chút xíu trong những cái ngày dịch corona này ha. Bỏ dép luôn à, giờ mình chơi tới luôn rồi, bỏ dép luôn rồi ha. Mồ hôi mồ kê quá trời luôn rồi, mệt quá trời luôn rồi. Rồi nói chung á, giá này tin báo dành cho khách hàng thông thường, không dành cho fan Mr. Team. Fan Mr. Team điện vào số điện thoại này gặp thằng Phong chốt giá. Giá tin đảm bảo, giá cực kỳ thấp luôn, đặc biệt dòng xe AB Winner X nha. Tiên không báo giá thằng dòng xe Winner X và AB, lý do là nó đã thấp hơn giá đề xuất và nó gần bằng giá đề xuất nên tiên không có tiện báo ra ha. Các bạn có nhu cầu thì cứ điện cho Phong, tiên đảm bảo các bạn không bao giờ thất vọng nha. Rồi vẫn còn nói ban đầu, nếu bạn gặp khó khăn đã có Mr. Tiên, Mr. Tiên đồng hành cùng bạn trao chọn niềm tin. Giờ mệt quá nói đớt luôn á, nói câu lưu gên mà nó không nổi luôn á. Thôi bye bye. Xem clip vừa rồi của Tiên nha. Nếu anh em thích kênh của Tiên thì đầu tiên hãy nhấn đăng ký. Tiếp theo, hãy nhấn chuông này thì khi có clip mới nhất anh em sẽ nhận được ngay. Ngoài ra anh em không biết tìm kênh của Tiên ở đâu thì anh em hãy đánh chữ Mr. Tiên vào tìm kiếm của YouTube, anh em sẽ tìm được kênh của Tiên ngay. Rất mong anh em trên cả nước nói chung và anh em ở tỉnh Long An nói riêng sẽ ủng hộ kênh của Tiên nhé.